Xin chào mọi người, tiếp tục chuỗi video về tip and trick. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách thay đổi hướng chiếu trong drawing của phần mềm Inventor. Cụ thể là các bạn sẽ có hai hướng chiếu, là hướng chiếu thứ nhất, hướng chiếu thứ ba. Thì đây là dân kỹ thuật ai cũng biết đúng không? Thông thường nhìn vào bản vẽ thì các bạn sẽ thấy những ký hiệu như này. Đó, thì đây đang là thể hiện hướng chiếu. Ví dụ như đây đang là hướng chiếu thứ nhất này, đó thì là ký hiệu như này. Còn hướng chiếu thứ ba thì sẽ là ngược lại. Ok, thì sẽ tùy thuộc vào tiêu chuẩn của mỗi công ty. Hoặc là các bạn nơi làm việc ở đâu thì họ yêu cầu hình chiếu thứ nhất, hình chiếu thứ ba. Sau đó các bạn sẽ set up cái template hoặc là các bạn sử dụng cái template ở công ty chỉnh cho phù hợp. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào cụ thể. Giả sử đây là hình chiếu thứ nhất đúng không? Thì mình sẽ chiếu thử một cái file cho các bạn coi ha. Đây, mình sẽ chiếu một cái chi tiết này đi. Đó, nếu mà hình chiếu thứ nhất thì nó sẽ chiếu như này. Đại khái cái này ha, mình sẽ cho hình cái này đi. Đó, đây là hình chiếu thứ nhất. Ok, bây giờ mình sẽ tạo ra một cái drawing mới. Và bây giờ mình sẽ chỉnh nó thành hình chiếu thứ ba. Thì để chỉnh hình chiếu thứ ba các bạn chọn vào tab tool. Đó, chỉnh vào cái tab tool này này. Đây, tab này ha. Và chọn cái này, style. Trong phần style này thì các bạn sẽ chỉnh cái gì? Các bạn sẽ chỉnh cái phần này này. Chọn vào cái standard. Trên đây các bạn sẽ có nhiều cái standard. Nhưng mà các bạn chọn cái standard các bạn đang sử dụng. Đó, các bạn có thể lựa chọn cái đang sử dụng active. Thì hiện tại mình đang sử dụng cái này. Và mình chọn ở đây. Trong phần này thì mình sẽ bắt đầu tích chọn cái hướng chiếu. Hiện tại đang là hướng chiếu thứ nhất. Mình muốn đổi hướng chiếu thứ ba thì mình chọn cái này. Đó, và mình save vào. Thì đây mình chỉ là chỉnh trên một cái bản vẽ này thôi. Nó không ảnh hưởng đến bản vẽ khác ha. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn tạo riêng biệt, các bạn có thể tạo một cái template. Đây là hướng chiếu thứ ba luôn cũng được. Ok, bây giờ mình sẽ chiếu thử cho bạn coi này. Nếu mà chiếu cùng như vậy thì nó sẽ nhìn như thế nào? Đây, nếu mà chiếu cùng như vậy. Đó. Thì các bạn nhìn ha. Đây, cái hình này nó đã khác rồi này. Cái phần này nó đã bị ngược lại, thấy không? Hướng chiếu thứ ba nó sẽ khác, hướng chiếu thứ nhất nó bị ngược lại. Đây, bạn nào chưa biết ha, thì coi ha. Đó. Vậy làm thế nào để mà chiếu cho nó đúng hướng chiếu thứ ba? Thì hướng chiếu thứ ba các bạn chiếu thì thông thường họ sẽ chiếu thế này này. Chiếu thứ ba thì mình thấy họ chiếu như thế này mới đúng mà. Đó, cứ từ dưới đi lên. Đấy. Đó, hướng chiếu thứ ba thì sẽ làm như thế này. Ok, thì vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách thay đổi hướng chiếu trong drawing của phần mềm Inventor ha.